ông Nam mua sinh nhật kia đâu. Mua xe đạp kìa. Hả? Ừ. Mua lâu rồi. Con này có lâu lắm rồi. Chú có đi không? Nếu bằng bài có đi không để cho mình tính. Tính như nào? Chú đi không trước hay không sao? Đây tính đi, nếu mà đi đi bố mày đi. Đi bố cho nó xuống trước. Xong như nào nữa? Ăn trưa hôm sau về. Nếu ăn. Ăn trưa hôm sau. Thì con ăn được cỗ trưa đấy thôi, còn cỗ lắm đấy. Thế xong nếu mà đi hôm sau thì như thế nào? Đi hôm sau thì đi sáng, đi sáng sớm gì? Đi hôm sau thì chẳng phải đi từ sáng sớm 3-4 giờ. Không, nếu mà chúng đi 6 giờ